Vâng, quý vị thấy thế nào ạ? Rất chớn đúng không ạ? Vâng, rất chớn, tiếng nổ rất thanh và giòn đúng không ạ? Vâng, đó là tiếng nổ và độ chớn đến từ cặp bánh Raynaud quý vị nhá. Vâng, một cặp bánh rất nổi tiếng của Thụy Sĩ. Xin cảm ơn tất cả quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc ạ. Vâng, xin chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Long. Vâng, cửa hàng của Nguyễn Long có địa chỉ Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh. Số điện thoại 0973126389 ạ. Hôm nay cửa hàng Nguyễn Long xin giới thiệu đến tất cả quý vị và mọi người trên toàn quốc đến một chiếc xe đạp thể thao full carbon mang thương hiệu rất nổi tiếng của đất nước Đức, đó là chiếc Canyon, model là CF FNX 9.0 quý vị nhá. Vâng, một model rất cao cấp. Cái mẫu Canyon CF FNX này được mệnh danh là một chiếc chiến mã thực sự quý vị nhá. Vâng, được mệnh danh là thần núi đấy ạ. Nó rất nhẹ và neo đồi cực tốt, cực nhanh ạ. Vâng, nó thực sự là một chiến mã thực sự đấy ạ. Cấu hình của chiếc Canyon CF FNX này nó là full carbon ạ, tức là khung sườn carbon, dàn đầu ghi đông liền carbon và cọc yên carbon, cũng như là cặp bánh carbon quý vị nhá. Vâng, như Long nói từ đầu video, đó là một cặp bánh Raynaud rất nổi tiếng của Thụy Sĩ. Cái thông số đo của chiếc Canyon này thì là size ngang là 50, size đứng dòng đứng là 46. Vâng, tương đương là size XS quý vị nhá, là rất phù hợp với các quý vị có chiều cao từ 1m57, tầm 1m57 đến 1m67-68, đi là rất phù hợp ạ. Sau đây Nguyễn Long sẽ tiến lại gần chiếc xe đạp các Canyon Carbon này, giới thiệu quay chi tiết hơn cho tất cả quý vị và mọi người cùng theo dõi. Vâng, chiếc Canyon này cũng thực sự là một chiếc xe cọp nhá quý vị nhá, nó còn rất mới. Vâng, Nguyễn Long hay dành cho những chiếc xe, dành những từ xe cọp cho những chiếc xe còn thực sự độ mới rất cao. Đây, sau đây Nguyễn Long sẽ cầm lại cái thước dây này đo để các quý vị nhìn thấy cái thông số đo cụ thể xem có phù hợp với bản thân mình hay không ạ. Dòng ngang là 50 quý vị nhá. Đó, đo tâm tâm. Đó, còn dòng đứng thì là 46. Đây quý vị nhìn đấy ạ, dòng đứng là 46. Đó. Là tương đương với size XS. Là rất phù hợp với các quý vị có chiều cao từ 1m57 cho đến 1m68 quý vị nhá, 68 hoặc 69 là có thể đi rất chi là phù hợp. Và như Nguyễn Long nói từ đầu video, đó là model của chiếc Canyon này. Nó là chiếc, đó là Aeroad CF SNX 9.0 quý vị nhá. Đó, và sở hữu một cái tông màu là đen xám là chủ đạo. Cho nên là mang đến một cái vẻ rất chi khá là ngầu, một cái màu đen tuyền. Và có kết phối kết hợp là một nửa bóng, một nửa hơi xám quý vị nhá. Đó. Trông rất chi là cứng cáp. Và độ mới của chiếc Canyon này thì Nguyễn Long đánh giá nó còn rất mới quý vị nhá. Vâng, phải nói là từ rất rất mới, nó là một chiếc xe cọp đấy ạ. Gần như là không sườn, là không có vết xước nào đáng chú ý. Độ mới là phải trên 95% quý vị nhá. Và khung sườn được thiết kế là hình dạng này aero, tức là khí động học ạ. Đó, quý vị thấy có thể đấy. Vòng cái cột đứng này là thiết kế vòng cung theo giống như hình bánh xe. Và bản khung cũng là bản to, bản dẹt quý vị nhá. Vâng, nó dẹt theo chiều ngang này, cho nên là cái lực cản gió là được hạ thấp xuống rất nhiều. Nên là đây là những cái mẫu thiết kế các cái nhà sản xuất thế giới gọi là mẫu aero, và chỉ có những cái mẫu xe cao cấp mới có những cái thiết kế này, ví dụ như những dòng Scott hoặc là Trek Marathon hoặc là BNC XR3 R4 đấy ạ. Đó, vì thấy là độ mới rất cao đúng không ạ? Đây, sau đây là bên trái của chiếc sườn. Đó, vậy đấy. Còn rất mới quý vị nhá. Đây là mặt trên của chiếc khung. Đó, như thế. Và chiếc xe thực sự là rất nhẹ quý vị ạ. Và nó được mệnh danh là thần núi bởi vì là Canyon là thương hiệu là nổi tiếng về những cái cung đường đồi núi nha quý vị nhá. Đây có những logo hình hai ngọn núi này quý vị này. Đấy, quý vị thấy. Nên hệ thống dây đi âm sườn quý vị nhá. Vâng. Đương nhiên rồi, những chiếc xe trị giá rất đắt tiền này thì chắc chắn là phải dây phải đi âm sườn rồi. Đây là phần càng trước của chiếc xe. Tổng thể thì chiếc xe còn độ mới rất là cao quý vị nhá, và độ zin nguyên bản nữa. Sau đây Nguyễn Long sẽ quay phần gầm chiếc xe cho quý vị xem.
quý vị nhìn thấy ạ, rất đẹp đúng không ạ, rất sáng và rất sạch sẽ. Đó, quý vị thấy. Và đây, đây là phần gầm. Đó, quý vị thấy là đây là phần tem an ninh Nhật bãi. Đó, nó còn nguyên quý vị nhé. Đó, người chủ chưa đi hồi ý. Và phần mã vạch, mã cốt của QR code của nhà sản xuất. Đó, quý vị thấy. Đây đúng không ạ? Đó. À, cái mẫu khung của các cái hãng Canyon này là đa phần là có các cái mã QR code quý vị nhá. Đó, để check chính hãng. À, và đặc biệt là cái phần tem an ninh nội địa Nhật Bản. Đó, quý vị thấy là cái phần tem màu trắng. Đây ạ, đúng không ạ? Đó, nó vẫn là còn nguyên. Vâng. Đó, quý vị thấy, người chủ chưa có đi hủy quý vị nhá. Cho nên là nó vẫn còn. Vì vậy là quý vị hoàn toàn yên tâm về phần nguồn gốc xuất xứ ạ. Yên tâm là không phải hàng nhái, hàng fake đâu ạ. Đó, và đây là các cái thông số đo của hãng. Đó, hãng bởi vì đây nó là nguồn xe Canyon là thương hiệu của châu Âu. Cho nên là hai đối với người châu Âu thì đây là cái thông số là 2XS, thế nhưng mà khi mà chúng ta đối với người Đông Nam Á chúng ta hoặc là người châu Á chúng ta thì nó tương đương với XS quý vị nhá. Đó. Bởi vì là size ngang là 50 mà đứng là 46 thì chúng ta chỉ xếp tương xứng với size XS thôi ạ. Chỉ 2XS thì nó chỉ là nó phải là ngang 48 và đứng của nó khoảng 42, 43 thì mới là size 2XS ạ. Đấy gọi là XXS đấy ạ. Đó. Chứ còn chiếc xe này thì hiện tại là đang được xếp vào hạng là size XS thôi quý vị nhá. Đó. Tiếp đến là cái phần là dàn đầu ghi đông thì chiếc xe đang sử dụng một bộ dàn đầu ghi đông carbon liền khối quý vị nhá. Vâng, và chính hãng của Canyon. Đây quý vị có thể thấy về phần thông số đấy. Đó. Thông số. Đó. Là của chính hãng. Logo của hãng đấy. Đó. Và cũng có mã tem QR code ở dưới gầm quý vị nhá. Đây ạ. Đó. Nào quý vị thấy. Đó, để check hàng chính hãng đấy ạ. Và có cả đây có cả tem ở trong đây nữa. Vâng. Có toàn là chủ yếu là tem QR code. Và cái ghi đông rất nhẹ và cái ghi đông này cũng rất đắt tiền quý vị nhá. Trị giá khoảng tầm 10 triệu đấy ạ. Nguyễn Đông đã từng đấu giá cho một vài vị khách đặt mua cái chiếc ghi đông của Canyon này rồi. Vâng, khá đắt tiền quý vị nhá. À, tiếp đến là cái cọc yên cũng là chính hãng của Canyon quý vị nhá. Và cũng là carbon. Đây ạ, quý vị thấy cái phần mã code đấy ạ. Đó, QR code đúng không ạ? Vâng, đó. Là để check hàng chính hãng đấy ạ. Và nguyên zin theo xe quý vị nhá. Và chiếc xe đang sở hữu chiếc yên Physics của Italia. Và yên còn rất mới ạ. Và hai bên sườn là không có sờn rách gì quý vị nhá. Đó, còn rất đẹp đúng không ạ? Một chiếc yên cũng rất là đắt tiền. Đó, quý vị thấy. Tiếp đến là cái bộ chuyển động đang trang bị trên chiếc xe Canyon CFSN này thì đó là chiếc xe đang sở hữu bộ group full Shimano Ultera R8000 quý vị nhá. Vâng, một bộ group cũng rất chi là cao cấp, đủ để chúng ta có thể đi đua được đấy ạ. Vâng, đi đoàn đi độ đi đua được ạ. Sau đây Nguyễn Long sẽ quay cái phần chi tiết bộ group cho quý vị xem. Đó, đây là cái bộ tay nắp phía bên phải thì có một chút sần do nhỏ đây thôi. Đó, quý vị thấy một chút sần do nhỏ do người chủ có thể là vô tình chạm vào đúng chỗ nào đó hay bị gây xước chỗ nhỏ này thôi quý vị nhá. Chỉ còn lại là tương đối đẹp. Đó. Cần tay nắc là gần như không có vết xước. Đó, quý vị thấy. Rất mới ạ. Tay nắc phía bên trái. Đó, quý vị thấy. Tay nắc phía bên trái thì gần như rất hoàn hảo quý vị nhá, không có một vết xước nào. Đó. Rất mới đúng không ạ? Ngắm phanh trước. Ngắm phanh sau. Tiếp ra. Đó, 8.000 hết quý vị nhá. Phần cùi thì níp. À, cùi níp thì cũng có một chút xước nhỏ nhỏ đây thôi. À, xước rất nhỏ thôi quý vị nhá, không có gì đáng chú ý cả. À, níp Ultera R8000. À, thông số thì là 28 răng nhá quý vị nhá, răng trong 28, còn to thì là 14. Vâng, 14-28, một thông số để neo đồ rất tốt đấy ạ. À, và chiếc sên là sên 901 quý vị nhá. Vâng, một chiếc sên rất cao cấp của nhà Shimano. Đó là chiếc sên trục rỗng này quý vị thấy, nên là tăng độ nhẹ cho chiếc sên và cũng như là rất đắt tiền. Giò dĩa Ultera là 8000, thông số 5236. Đó quý vị thấy. 5236 quý vị nhá. Vâng, một cái giò dĩa thông số rất chi là tuyệt vời mà cũng khá đắt tiền nha quý vị nhá.
dò dĩa 5236 kết hợp với lại níp 1428. Vâng, đó là một thông số để neo đồi rất tốt đấy ạ. Gạt đĩa không kia ra đó, thì thấy còn rất đẹp đúng không ạ, rất mới đó, thì thấy gần như không có vết xước nào đáng chú ý đúng không ạ, độ mới là rất còn rất cao. Và đây là cái độ, đây là cái độ co giãn của chiếc sên đó quý vị thấy ạ, còn rất ôm đúng không ạ, rất khít. Vâng, cho nên là tuổi thọ sử dụng nó còn rất lâu dài quý vị nhá, chúng ta hoàn toàn yên tâm sử dụng ạ. Chiếc xe thì đang sở hữu bộ bê đan cá, có xin lỗi ạ, bộ bê đan chạy bạc đạn Genia phẳng hai mặt. Vâng, đây là những đôi bô đan mới mà Nguyễn Long mua thêm để gắn vào thôi, còn thực sự là những chiếc xe có những chiếc xe khi mua về là người chủ không có đưa kèm cho bê đan, cho nên là các shop không riêng gì shop Nguyễn Long hoặc là tất cả các shop khác bán xe cũng vậy thôi, đó phải là phải mua những cặp bê đan mới để gắn vào. Thì đây thì là các shop thường thường là gắn những cái đôi bê đan này để dành cho những quý vị là dễ sử dụng. Đấy, còn nếu những quý vị khách hàng mà chạy bê đan cá thì cái đấy sẽ phải tự giảm thêm ạ. Còn hiện tại là Nguyễn Long đang trang bị là bê đan mặt phẳng hai mặt quý vị nhé, chứ không phải chiếc xe về chiếc xe nào về cũng có bê đan cá quý vị nhé. Rất nhiều khách hàng hỏi về vấn đề này. Đấy, hôm nay Nguyễn Long giải thích thêm như vậy. Đây là giò dĩa từ bên trái, vị thấy rất mới đúng không ạ, rất đẹp, rất mới. Vâng, tiếp đến là cặp bánh. Vâng, một cặp bánh rất ngầu. Vâng, một cặp bánh rất nổi tiếng đến từ đất nước Thụy Sĩ. Đó là cặp bánh đầy nốt quý vị nhá. Vâng, đầy nốt. Vâng, đây là đùm của nó, cũng là nốt chạy bạc đạn cối nổ. Vâng, và đó nó cặp bánh model là AR58. Họ vị thấy cả trước cả sau. Vâng, một cặp bánh rất nhẹ quý vị nhá. Và đây là cặp bánh clincher, tức là vỏ ruột rồi. Đó. Sắm nốt vỏ ruột rồi và đang sử dụng là cặp nốt Continental 5000 quý vị nhá. Vâng, made in của Germany đấy ạ, rất chỉ là đắt tiền. Cặp nốt này mới là trị giá 2 triệu mấy đấy ạ. Và đang sở hữu là hông 25. Đó quý vị thấy. Đấy, Continental Grand Fit 5000 quý vị nhá. Đó, và quý vị thấy có thể là độ mới của chiếc nốt của cặp nốt là còn rất đẹp đúng không ạ? Vâng, người chủ khi sau khi thay cặp khi lắp cặp nốt này người ta mới chạy được khoảng 1000 km thôi. Đó, và người ta có nói rất rõ là như vậy khi người ta đăng xe lên hệ thống đấu giá. Đó thì đấy. Đấy, đây là ta lông phía sau. Đó thì thấy rất đẹp đúng không ạ? Còn rất mới. Vâng, chúng ta còn sử dụng rất lâu dài. Đó, quý vị thấy có thể là made in Germany đấy ạ. Đó, một cặp lốp rất đắt tiền quý vị nhá. Và chưa hề có xuất hiện, không hề có vết dạng chân chim nhá quý vị nhá. Còn rất mới luôn ạ. Continental. Đó, đây là lốp, đây là đùm phía trước. Cặp bánh đầy nốt AR58 này cũng khá là đắt tiền quý vị nhé. Phần càng trước cũng có mã QR code này quý vị thấy ạ. Đó. Tất cả các cái mục các thành phần đều có mã QR của chính hãng của Canyon, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm về độ chính hãng, về nguồn gốc xuất xứ ạ. À, cặp đây sau đây Nguyễn Long sẽ test lại cái tiếng cối nổ và độ chớn của cặp bánh đầy nốt này cho quý vị nghe lại một chút. Vâng, tiếng nổ rất thanh và giòn quý vị nhá, và bánh cực kỳ chớn ạ. À, quý vị nghe đấy đấy ạ, rất giòn đúng không ạ? Vâng, rất thanh, tiếng nổ rất to. Khi chúng ta đi đoàn đi độ thì chắc chắn là mọi người sẽ đều chú ý đến đấy ạ, bởi vì tiếng nổ của nó rất to quý vị nhá. Vâng, cặp ti bật cũng là nguyên zin của chính hãng của Renault đây quý vị nhá, theo xe, theo bánh ạ. Đây là ti bật phía trước. Đó. Nguyên zin chính hãng theo cặp bánh quý vị nhá. À, tiếp đến là cái phần phụ kiện thì là chiếc xe Canyon CFSNX này là người chủ có để lại cho một chút phụ kiện, là đó là một cái gọng bình nước Enit bằng carbon. Vâng. Đó, vị đấy bằng carbon, một chiếc gọng bình nước cũng rất là đắt tiền quý vị nhá. À, phải có đến 400-500 ngàn cái gọng nước đấy ạ. Vâng, rất đắt tiền. Vâng, cho nên là hai nữa là nó bằng carbon, cho nên nó tăng độ nhẹ cho chiếc xe rất nhiều. Đó, và có một bình khí CO2 cộng với lại một đầu bơm khí CO2. Vâng, rất tiện dụng ạ, khi chúng ta không cần phải dùng đến những cái bơm tay nữa.
Nếu mà một bộ này mà khi mua mới ở trên Lazada là đâu đó khoảng độ 200 mấy gần 300 ngàn quý vị nhá. Đấy, nhưng mà đây là đầu bơm ở bên kia bên Nhật thì có thể là chất lượng sẽ tốt hơn là so với hàng bán ở trên Lazada. Đó, thì Nguyễn Long check ở trên trang web ở bên Nhật thì cũng có thể là nó rơi vào khoảng độ gần 400 ngàn cái đầu bơm này. Đó. Và một bình khí CO2. Bình khí này thì hiện tại ở Việt Nam chúng ta là có rất nhiều shop đang bán ở cái mức giá là 20 hoặc là 23 nghìn cho một bình mà được sử dụng là được 2 bánh cho một lần quý vị nhá. Đó, và một bộ móc nốt, tool móc nốt made in Japan. Đó, vị thấy made in Japan ạ. Đó, của Balancer này quý vị lại đây. Balasolic Balancer. Đó. Có 3 chiếc. Đó, để chúng ta có thể làm đút kèm vào trong túi và một móc nốt nhỏ. Mà bộ móc nốt này là chính hãng, đấy, sản xuất tại Nhật quý vị nhá. Made in Japan quý vị nhìn thấy. Đó. À, chúng ta mang kèm đi theo khi chúng ta có chẳng may có bị xịt hơi giữa đường là chúng ta có thể xử lý được ngay. Vẫn rất tiện dụng đúng không ạ? Đó, và cái túi treo cọc yên này là Nguyễn Long có tặng kèm thêm cho quý khách hàng khi quý vị mua chiếc xe đạp này. Vâng, để đựng những vật dụng nhỏ nhỏ đấy, ví dụ như là những cái bình khí CO2, những cái đầu bơm hoặc là những cái tool bóc nốt kia. Vâng, rất tiện dụng đúng không ạ? Rất chỉ là hữu ích khi chúng ta đạp đi xa, đạp tour. Đó. Vâng, vừa rồi thì là Nguyễn Long đã giới thiệu rất chi tiết, vâng, tổng thể rất chi tiết về chiếc xe đạp rất nổi tiếng, một chiếc xe đạp full carbon mang thương hiệu Canyon của Đức. Model là CFSN. Thì chiếc xe Canyon full carbon này sở hữu cấu hình full Ultera R8000 cùng với lại cặp bánh carbon rầy nốt của Thụy Sĩ, và độ mới cộng với độ mới của chiếc xe là còn rất rất mới, vâng, rất đẹp quý vị nhá, còn trên 95%. Đó thì là cửa hàng của Nguyễn Long đang chào bán là cái mức giá là xem 70 triệu quý vị nhá. Vâng, xem 70 triệu cho một chiếc xe carbon, full carbon, vâng, một thương hiệu cũng cực kỳ nổi tiếng của nước Đức, vâng, rất nổi tiếng, được mệnh danh là thần núi đúng không ạ? Chiến binh neo đồi, một chiến mã neo đồi rất chi là thực thụ, rất mạnh mẽ. Đó, và một cặp sở hữu cặp bánh carbon cũng rất là đắt tiền, rất là giá trị. Đó là Nguyễn Long đang bán ở với mức giá là cũng là xem 70 triệu. Quý khách hàng có nhu cầu mua hàng xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại 0973 126 389. Vâng, số điện thoại có kết nối cả với Zalo quý vị nhé. Và Nguyễn Long có để tiêu đề phía bên dưới video. Đó thì là địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh. Quý khách hàng ở gần thì có thể đến tham khảo trực tiếp và trải nghiệm thực tế tại cửa hàng. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì là Nguyễn Long có hỗ trợ ship code trên toàn quốc. Quý khách hàng cọc một số tiền tương ứng, sau đó Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe. Khi nhân viên giao hàng bên bưu điện đến giao hàng là quý khách hàng đồng kiểm tra rồi thanh toán cùng với nhân viên giao hàng bên bưu điện. Nếu như không có vấn đề gì xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà Nguyễn Long vào đến nhà của quý khách hàng thì là quý khách thanh toán nốt cái phần tiền còn lại. Và Nguyễn Long xin cam kết đến tất cả quý khách hàng là khi mua chiếc xe đạp này, đó là Nguyễn Long xin cam kết chiếc Canyon này là một chiếc xe đạp hoàn toàn chính hãng quý vị nhá. Vâng, hoàn toàn chính hãng. Nguyễn Long xin cam kết nếu như khách hàng phát hiện ra đó là một chiếc xe hàng fake, hàng nhái, hàng copy, vâng, quý khách hàng cứ đóng gói gửi trả lại cho Nguyễn Long. Nguyễn Long xin cam kết hoàn trả lại cho quý vị 100% số tiền quý vị đã mua chiếc xe đạp này. Đó là lời cam kết của chính Nguyễn Long ạ, của chính chủ cửa hàng, cho nên là quý khách hàng khi mua online ở xa cũng hoàn toàn yên tâm ạ. Và khi cái phần giấy tờ đấu giá của chiếc xe đó thì là Nguyễn Long cũng có sẽ gửi kèm cho quý vị khi quý vị mua chiếc xe đạp này. Đó thì mọi xe đạp đấu giá từ Nhật về đều có kèm theo giấy tờ của hệ thống đấu giá quý vị nhá. Và quý khách hàng hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc ạ. Đó, và Nguyễn Long xin đính chính lại một nữa là chiếc xe đạp Canyon full carbon này, vâng, sở hữu bộ group Shimano R8000, bộ group rất cao cấp cùng với lại cặp bánh carbon rầy nốt rất nổi tiếng của Thụy Sĩ, cộng với lại độ mới của chiếc xe còn rất đẹp, vâng, còn rất đẹp quý vị nhé. Nguyễn Long xin nhấn mạnh là còn rất đẹp, trên 95%. Đó, chiếc xe cực kỳ nhẹ nữa quý vị ạ, vâng, nhìn rất ngầu và rất chiến và cực kỳ nhẹ. Đó, và Nguyễn Long đang bán ở mức là xem 70 triệu, vâng, chưa đến 70 triệu đâu ạ, vâng, một mức giá là khá là tốt cho một chiếc xe cực kỳ mới và cấu hình rất cao như này. Để quý khách hàng có nhu cầu mua hàng xin Nguyễn Long liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại 0973 126 389 quý vị nhé. Đến đây thì Nguyễn Long xin kết thúc cái video giới thiệu về chiếc Canyon full carbon này. Nguyễn Long xin chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại mọi người và quý vị trong những video giới thiệu những chiếc xe đạp tiếp theo. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.